Chính phủ Mỹ vừa hỗ trợ thêm cho Việt Nam 1,7 triệu liều vaccine COVID-19, nâng tổng số liều hỗ trợ lên gần 40 triệu liều. Trong buổi họp báo chiều qua ngày 20 tháng 4 tại Hà Nội, Đại sứ Mỹ Mark Knapper cho biết Mỹ sẽ còn tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam để đảm bảo sự phục hồi an toàn sau đại dịch. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết 1,7 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech đã được chuyển tới Hà Nội thông qua chương trình COVAX. Bên cạnh đó, để giải quyết các điểm nóng COVID-19, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID đã cung cấp cho Việt Nam hai hệ thống tạo oxy di động, giúp tạo oxy y tế từ không khí và có thể được di chuyển nhanh giữa các cơ sở y tế để cung cấp oxy, giúp cứu tính mạng bệnh nhân. Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều qua, Đại sứ Knapper cũng cho biết hợp tác Việt-Mỹ trong phòng chống dịch COVID-19 là sự phát triển từ hợp tác y tế giữa hai quốc gia trong nhiều năm qua. Ông cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để ứng phó với đại dịch COVID-19 cho đến khi nào điều này vẫn còn cần thiết. Việc Mỹ đã cung cấp gần 40 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam cũng thể hiện sự quan tâm của Mỹ đối với Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch.